Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố phía Nam về việc phát triển bền vững cây sầu riêng. Công văn được ban hành trong bối cảnh tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, cây sầu riêng đang có hiện tượng phát triển nóng. Văn bản của Cục Trồng trọt nhấn mạnh, ở các tỉnh thành phía Nam đang có hiện tượng trồng ồ ạt cây sầu riêng, đặc biệt là tình trạng tăng diện tích trồng ở những nơi có điều kiện sinh thái, khí hậu, đất đai không phù hợp. Ở nhiều địa phương ghi nhận có hiện tượng người dân chặt phá cây cà phê, hồ tiêu, trồng sầu riêng. Để phát triển sầu riêng bền vững, Cục Trồng trọt đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ trồng sầu riêng nghiêm túc thực hiện chỉ thị 8084, đồng thời tuyên truyền thay đổi thói quen, nhận thức về sản xuất theo phong trào, theo số đông, lựa chọn thay đổi cây trồng phải theo nhu cầu thị trường, định hướng của các cơ quan chuyên môn.